Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích hàng siêu tầm cực kỳ chất lượng các bác nhé. Made in Germany, hàng bãi Đức nguyên zin các bác nhé. Và đây là con gì ạ? Estin 026 AV các bác nhá, một dòng nâng cấp của dòng 026. Đó, đây. Tem mã này. Cái này nói chung là nó cũng đã bị một số chữ thì nó đã hơi mờ rồi. Nhưng mà nói chung là về tổng thể con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tình trạng máy thì như thiếu thùng luôn. Cực kỳ chất lượng, tem mác này, cái gì cũng còn nguyên luôn các bác nhá. Đây là không biết là toàn chữ Nhật thôi, có thông số kỹ thuật với số điện thoại này, chắc là đây là phần tem bảo hành, nói chung là của nước Nhật. Đấy. Nhập về cho các bác cực kỳ đẹp, một cây lam này cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Quá là ok luôn này. Máy móc quay tổng thể qua cho các bác xem qua một cây máy này. Hàng siêu VIP nha, lâu lâu mới có hàng thôi. Lâu lâu mới có được một cây mà xuất sắc mà đẹp như thế này rồi các bác nhá. Đó, nói chung là thuộc cái hàng hệ siêu tầm, siêu VIP, hàng chất lượng. Đó, ngoài trời thì bây giờ đang lác đác vài hạt mưa nhưng mà vẫn rất nhiệt tình có thể quay cho các bác xem qua. Đó. Nhờ các bác xem video mà thấy cây máy nó có một tình trạng hạt mưa mà ướt thì các bác cũng thông cảm nhá. Đó. Các bác nhìn qua, nhìn tem mác này, chuẩn nhà hệ nhà Estin luôn các bác nhá. Hàng quá VIP và chất lượng rồi. Estin 026 AV. Con này công suất của nó là 49cc. Các bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn sử dụng con này hoặc là muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Còn các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn để em tham khảo cũng như là để tư vấn thêm các bác nhé. Con này thì đời cao này, có tích hợp luôn cho các bác là xả áp ở đằng phần máy này các bác nhé. Đó, đời cao có xả áp. Mấy cái hệ đời thấp của dòng 026 thì sẽ không có xả áp đâu ạ. Đó, và tay nắm là tay nắm giật to luôn các bác nhá. Tay nắm giật to, to bản của nó cực kỳ chất lượng luôn này, nguyên zin nguyên bản, dây giật nguyên zin các bác nhá. Đó. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên. Lam của con này là lam lam bánh xe các bác nhá, lam bánh xe, xích là xích chung 325. Đó, cây lam thì cực kỳ xuất sắc luôn rồi. Đó, các bác nhìn nước sơn của nó thì còn y như mới luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng. Mắt xích thì còn to bản nguyên, mắt xích thì tầm khoảng 70-80% nữa, cực kỳ đẹp. Đấy. Quay qua bên này cho các bác xem qua. Con này được vặn trực tiếp bằng hai khóa 19 các bác nhá. Hai khóa 19 và ốc tăng chỉnh xích lam ở đây. Đấy, lam của con này là bao nhiêu đây ạ? À? Lam của nó là 50 phân, mặt cắt 45 phân các bác nhá. Đây có thông số nó đã ghi đây rồi. Mặt cắt của nó là 45 phân này, còn mà tính theo độ dài của cây lam là 50 phân các bác nhá. Đó. Quá đẹp và chất lượng luôn. Hàng siêu tầm cực kỳ VIP và chất lượng. Test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. À đây, tháo cái phần này cho các bác nhìn qua. Bên trong nó đẹp, xuất sắc cỡ nào. Đó, các bác nhìn ạ. Quá là ok luôn, nó nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Máy móc em đã dọn rửa cũng là căn chỉnh tất cả ngon lành hết rồi. Còn linh kiện thì đảm bảo cho các bác là chưa hề pha tạp bất kỳ một cái gì cả. Nguyên zin nguyên bản cho các bác, bởi vì hàng nó quá là đẹp luôn. Về đến cửa hàng chúng em vậy, về không cần con này, hình như là chỉ cần đổ xăng hoặc là giật nổ luôn thôi, không cần phải dọn rửa lại làm hay là sửa chữa bất kỳ cái gì cả. Về đổ xăng hoặc là giật đó và chỉ cần rửa qua lại với nước là sạch đẹp nhích nách luôn. Quay luôn cho các bác xem qua, ngoài thời tiết ngoài trời đang mưa nhưng mà thấy máy đẹp quá trời. Quay luôn cho các bác xem qua để cho các bác nào mà ưng ý. Thời gian vừa rồi thì em có về một con 026 cũng đẹp, cũng phải ngang ngửa như con này nhá. Vừa đăng lên là đã có khách chốt rồi. Đó, hôm nay thì rất nhiều các bác hỏi mà không còn hàng hệ đẹp. Về được một quay cây VIP như thế này nữa thì quay luôn cho các bác xem qua. Các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay coi cho em nhá. Rồi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ, đang tính test nổ thì ngoài trời nhân giờ đổ mưa rất là nhiều. Đây các bác nhìn ạ. Cái máy ướt nhẹp luôn. Đây là cửa hàng chúng em xin phép là vào trong nhà để giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy các con này các bác nhé. Đó, các bác nào ưng ý hoặc muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Cực kỳ VIP và chất lượng, các bác nóng hơi này, các bác nhìn thấy cực kỳ cứng đúng không ạ?
Con này có tích hợp luôn xả áp cho các bác. Các nào mà muốn giật nhẹ nhàng thì hãy bật xả áp lên, giật rất là nhẹ nhá. Đó. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là muốn đặt hàng con này thì hãy ngay liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.